Dạ, xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bộ sai kỹ trang cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cà Đơ Hậu Giang ạ. Dạ, hiện tại là em đang có mặt tại vườn mai của em Kha ở Chợ Lách Bến Tre, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô mai siêu bông Bình Lợi, hàng bộ sai đế đẹp, thích hợp cho cô chú mình sưu tầm những cây đẹp cây quái về chơi Tết 2025 ạ. Em xin phép clip chia sẻ lên cô chú anh chị ha. À, chị xin chào em Kha. Dạ, chào chị, em chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cà Đơ Hậu Giang ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip tức ạ. Số điện thoại của em là 0393843842 là số Zalo ạ. Dạ rồi, em xin giao lưu mã số tiếp theo là mã số 76C. Dạ. Cảm ơn Bi. 76C. Hay. 76C là một cây siêu bông Bình Lợi. Cái vàng xương dày mịt luôn cô chú anh chị. Chú di tí này là 31 của chú anh chị. Dạ. Còn quanh eo ở chỗ này di tí này là 37. Củ đế đặt này là 53. Có thể chịu phía trước hết trơn rồi chú anh chị ha. Chiều cao là 70, chiều cao 80. Tá ngang là 75. Dạ, mã số 76C. 76C một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 6 triệu em bao ship. Dạ. Cây này có hai cái giò luôn cô chú anh chị, lai hai giò lai thú luôn. Có hai giò triệu luôn. Nó gom củ gom đế. Bao ship tặng chậu của chú anh chị. Hiện tại cái này nằm lọt lòng trong năm. Dạ. À, cái phôi thì cốt cành nó đóng đều tứ diện luôn nha cô chú anh chị ha. Cây này về với thằng Dũng thôi, chơi Tết thôi, chờ Tết ra hoa thôi nha cô chú anh chị. Dạ, cây mã số 77. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 77C. 77C là một cây siêu bông Bình Lợi của chú anh chị. Cây này lùng lực sắc lớn lắm cô chú anh chị. Hoành trong vị tí này là 32 của chú anh chị ơi. Có củ đấy. Còn đo hiện tại đo vị tí này là quần eo là 47. Củ đế đặt này là 63. Chiều cao là 80. Trái ngang là 92. Cây này nó lùng lực sát lớn đều tàn luôn nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 77C một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 7 triệu em bao ship. Cái tàn nó như cái nón lá vậy đó cô chú anh chị nha. Mình về mình thay sang cái chậu đẹp cái nữa là vip luôn hết cô chú. Cái này hiện tại nằm đọc lòng chậu 6 của chú anh chị. Cái này em bao ship tặng chậu cho cô chú anh chị. Ghế chịu phía trước luôn nha cô chú anh chị. Phôi thì cốt cành nó đóng đều mà nó dốc cây lắm luôn nè. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 78C. Dạ. Cây này thì cái dáng nó hơi siêu siêu nha cô chú anh chị. À, là tàn xương dày hết trơn luôn á. 78C là một cây siêu bông Bình Lợi. Mình đã ghi tí này là 29. Dạ. Cái củ đấy đặt này 53. Cái mặt cắt rễ kéo nhựa sắp liền luôn á cô chú. Chiều cao chấm nôm là 14. Chiều cao là 85. Tá ngang là 85 luôn. Dạ, mã số 78C một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 4 triệu rưỡi em bao ship. À. Vô dây chỉnh sửa đều tàn hết trơn rồi cô chú. Cây này có cái thân lắc, cái gọng cũng khá là gắt nha cô chú. Mấy cây này vô dáng mua sai cho ngày cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Dạ, mã số 79. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 79. Cây này đúng lùng lực luôn cô chú. 79C. Một cây siêu bông Bình Lợi. Dạ, hoành cái chỗ gì tí này là 33 của chú anh chị. Dạ, thân nó lắc, nó gù lên rồi. Cái cục gù này cũng duyên lắm nha cô chú. Quanh chỗ gì tí này là cũng 33 luôn cô chú anh chị. Dạ.
Cái củ đế đặt này là 66. Cái này hiện tại nằm lọt lòng trong năm cô chú anh chị. Chiều cao 80. Tán ngang là 90. Và mã số 79C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 6,5 triệu bao ship. 6,5 triệu nha cô chú anh chị nha. Nguyên cái nào trong năm luôn cô chú anh chị. Cái đường thân này lắc rất là gắt luôn mà lật cây lắm nha cô chú anh chị nha. Cây này lên cái chậu viết viết một cái nữa là nhìn chịu không nổi nha cô chú anh chị. Cái cọng rễ phía trước chịu rất là lực luôn à. 6,5 triệu em bao ship. Mã số 79C. Quá trời cái tàn nha cô chú anh chị ha. Và mã số tiếp theo là mã số 80C. Cây này cũng cái tàn quá khứ luôn nha cô chú anh chị. 80C là một cây siêu bông bình lợi của chính chị. Cây này hiện tại nằm cũng cái chậu năm, lọt lòng chậu năm. Mình chân như tí này là 33. Củ đế đặt này là 68. Chiều cao là 80. Tán ngang là 1 mét. Và mã số 80C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 6,5 triệu em bao ship. Dạ 6,5 triệu nha cô chú anh chị. Cây này mình ghép đủ chi đều tàn hết trơn. Cái vàng xương nó vàng mạch luôn nha cô chú. Bao ship tặng chậu cô chú anh chị. Cái nào đó rất là lực luôn á cô chú, có lẽ chịu chút cho nha. Bao mấy cây này bao cô chú là không bị lũa đâu hết thân, cô chú anh chị không bị lũa nha. Cái vôi không là cốt cành nó rất là đều nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Mã số 81. Dạ mã số tiếp theo mã số 81 C. Một cây si bông bình lợi của chính chị. Dạ hoành là 24. Dạ, có củ đế luôn nha cô chú anh chị ha. Chiều cao là 67. Tán ngang là 67 luôn. Và mã số 81C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu em bao ship. Em chắc không ship chậu. Cây này cũng nay đi ra đọc mới nha cô chú anh chị. Tàn đều tàn luôn ha. Mã số 82C. Dạ mã số tiếp theo mã số 82C. Một cây siêu bông bình lợi. Dạ. Dạ hoành là 24. Củ nở luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 68. Tán ngang 60. Và mã số 82C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu mốt em bao ship. Em sẽ không ship trọng. Nó già cơ hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Có hai cái giò lai thú của chú anh chị. Thú lai. Dạ rồi. Mã số 83C. Dạ mã số tiếp theo mã số 83C. Cây này nó cũng già cơ hết trơn rồi cô chú anh chị, trọt thép bự bự hết trơn nha cô chú nha. 83C, một cây siêu bông bình lợi. Đế lết luôn hả cô chú anh chị. Hoành là 21. Chiều cao là 70. Tán ngang là 80. Và mã số 83C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 950 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ 950 nha cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Mã số tiếp theo mã số 84C. Cây phong dán trực nha cô chú anh chị. Một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 23. Củ đế đặt này là 38. Chiều cao là 65. Tán ngang 70. Và mã số 48C, 84C chứ 84C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu mốt em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Bây giờ nó lên một số nút màu kim luôn rồi đó cô chú anh chị. Dạ rồi.
Mã số 85C. Mã số tiếp theo, mã số 85C. 85C một cây siêu bông mình lợi. Hoành là 23. Củi đặt này là 42. Cái này bị hồi vận chuyển bị dập dài này cô chú anh chị. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa hoàn toàn cho cô chú anh chị. Chiều cao là 60. Tán ngang 50. Và mã số 85C một cây siêu bông mình lợi này em xin vô lưu là 700 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ 700 nha cô chú anh chị. Đây đi thêm cây đọc mới luôn nha cô chú nha. Dạ ạ. Dạ 86C. Dạ mã số tiếp theo mã số 86C. 86C một cây siêu bông mình lợi. Hoành là 22. Chiều cao là 75. Tán ngang là 80. Và mã số 86C một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu mốt em bao ship. Dạ. Này em sẽ không ship chậu. Thân lắc đế cũng khá đế luôn đó cô chú anh chị. Dạ mã số 87C. Dạ mã số thứ hai là mã số 87C. Cây này thả tàn dài được lượt luôn hết cô chú anh chị. 87C một cây siêu bông bình lợi. Cái ship em sẽ dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Hoành 21. Củ đế đặt này là 42. Chiều cao là 66. Tán ngang 66 luôn. Và mã số 87C một cây siêu bông mình lợi này em xin vô lưu là 1 triệu 2 em bao ship tặng chậu. Dạ 1 triệu 2. Cây nãy đánh cái cò đi cũng gắt lắm nha cô chú anh chị ha. Mã số 87. 88 chị. Dạ. Mã số 88C. 88C là một cây siêu bông bình lợi. Giá hoành là 22. Dạ. Chiều cao là 76. Tán ngang là 75. Và mã số 88C một cây siêu bông bình lợi này em xin vô lưu là 1 triệu mốt em bao ship tặng chậu. Đều tàn hết trơn rồi cô chú anh chị. Già cơ luôn rồi cái bông ghép. Nó bự rồi gần bằng ngón cái luôn rồi nha cô chú anh chị. Dạ mã số tiếp theo là mã số 89C. Dạ nó già cơ rồi cô chú anh chị nha. 89C là một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 17. Chiều cao là 57. Tán ngang là 48. Và mã số 89C một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 400 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Mình có nhu cầu thân giống thì cây này giờ bé bo được luôn á cô chú anh chị. Giúp được 4 bo thân lắm luôn rồi. Dạ mã số 90. Dạ mã số tiếp theo là mã số 90C. Cây này đâm chèo nát lá mất ruột luôn đó. Một cây siêu bông bình lợi, cây này hồi dẫn chuyển bị dập da khỉnh đây cô chú anh chị. Ghép được 3 bo. Dạ hoành là 24. Dạ, củ đế luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 50. Tán ngang 50 luôn, khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Và mã số 90C một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 650 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ, củ đế nở ghép 3 bo luôn hết cô chú anh chị. Dạ. Dạ mã số 91. Dạ mã số tiếp theo là mã số 91C. Phơm tàn dù luôn hết cô chú anh chị. 91C là một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 20. Cái củ đế này là 45. Chiều cao là 70. Tán ngang là 60. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Và mã số 91C một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 700 em bao ship. Em sẽ không ship chậu.
Dạ 92C. Dạ mã số tiếp theo là mã số 92C. Phơm nắng trực tế cũng nổi nha cô chú anh chị. Một cây siêu bông mình lại. Hoành là 21. Dạ. Chiều cao là 80. Tán ngang là 80 luôn. Dạ mã số 92C, một cây siêu bông mình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Cây này nó già coi. Cây này già mùa đúng lợi của chú anh chị. Quá sức cái tàn. Dạ rồi. 13C. Dạ mã số 93C. Dạ mã số tiếp theo là mã số 93C. Dán trực luôn với cô chú anh chị nha. Một cây siêu bông mình lợi. Dán trực. Giao hoành là 27. Củ đế đặt này là 38. Chiều cao là 93. Tán ngang là 90. Và mã số 93C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu tư em bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. Cây này ghét cũng đủ chi điều tàn hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Dạ 94C. Dạ mã số tiếp theo là mã số 94C. Một cây siêu bông bình lợi. Đùng lực sát lớn luôn nha cô chú anh chị. Hoành là 32 của chú anh chị. Dạ, thấy củ nở luôn à. Củ đế đặt này là 51. Chiều cao là 66. Tán ngang 66 luôn. Dạ mã số 94C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu 3 em bao ship. Dạ. Tặng chậu luôn của chú anh chị. Cây đọt luôn nha cô chú anh chị, da nở nó lá luôn rồi. Dạ. Mã số tiếp theo mã số 95C. 95C. Cái này bị tại da đây cô chú anh chị, còn cái phôi nè. Em tha keo lại cho cô chú anh chị. Em bán giá mềm luôn. Có cái củ chà bá luôn cô chú anh chị. Giá ngoài là 25. Củ đế đặt này là 48. Chiều cao là 45. Tán ngang là 43. Và mã số 95C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 550 em bao ship. Dạ, em sẽ không ship chậu. Ship hai bò hai cô chú anh chị. Cây này vẫn phát triển bình thường cô chú anh chị, bị dập da đây mất giá trị cô chú anh chị. Dạ rồi. 96 hay gì? 96. Và mã số tiếp theo là mã số 96C, một cây cúc hoa hương cô chú anh chị. Và hoành 24. Chiều cao là 73. Tán ngang 80. Dạ mã số 96C, một cây cúc hoa hương này em xin giao lưu là 750 em bao ship. Dạ, hàng già mùa luôn á. 750 của chú anh chị. Dạ. Còn có ít em bán giá mềm cho cô chú anh chị. Em sẽ không ship chậu. Cái này đánh cái co rất là gắt luôn nha cô chú anh chị. Cái này em bao cô chú, mấy cái này em bao cô chú là không có bị thẹo lỗ đâu cô chú anh chị, không bị lỗ. Dạ. Dạ rồi. Dạ mã số tiếp theo là mã số 97C. Dạ. 97C, một cây cúc thọ hương. Dạ hoành là 20. Dạ, nguyên một bể đế luôn ha cô chú anh chị. Chiều cao là 76. Tán ngang 70. Dạ mã số 97C, một cây cúc thọ hương này em xin giao lưu là 550 em bao ship. Dạ. Hàng già mùa già cưới cho người cô chú anh chị nha, chọc nhất nó cũng cả hàng ốc luôn á hả? 550 của chú anh chị, bao ship, em sẽ không ship chậu. Dạ, thân đất. Dạ rồi. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 98C. Dạ. 98C, một cây cúc thọ hương, hoành là 19. Dạ. Cây này hồi nhỏ nó bị lũa ở đây chút xíu của chú anh chị. Chiều cao 80. Tán ngang là 70. Và mã số 98C, một cây cúc thọ hương này em xin giao lưu là 600 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ 600 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ mã số 99. Dạ mã số tiếp theo là mã số 99C. Cây này dùng lực rất lớn nha cô chú anh chị. 99C là một cây cúc thọ hương cô chú anh chị. Dạ.
Vành chỗ vị trí này là 33. Vành cổ eo là 35. Dạ. Đế xổm nôm gom cũ không cô chú anh chị? Chiều cao 80. Tán ngang 90. Và mã số 99C một cây cúc tha hương này em xin giao lưu là 3.3 em bao ship tặng cậu. Cái tẹ nó như cái đống lá luôn nha cô chú anh chị. Hàng già mùa nha cô chú nha. Dạ rồi. Thế là mã số 100C. Một cây cúc thọ hương. Hoành là 20. Củ đế đặc này là 39. Thân nắp cái củ. Cây này bị lũ ở đây cô chú anh chị. Lũ ở đây vẫn lì da. Bên đây cũng lì da luôn chứ anh chị. Cũng bị hẹo và lì da. Chiều cao 52. Tán ngang 70. Và mã số 100C một cây cúc pha hương này em xin giao lưu là 800 là bao ship. Em sẽ không ship chậu. 800 nha cô chú anh chị. 800 em bao ship. Và mã số 100C cũng là mã số của clip của em luôn. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Dạ, em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.